Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bí quyết làm vườn nha. Đó là mình sẽ dùng vỏ chuối để mình làm phân bón nha các bạn. Và đặc điểm của vỏ chuối này là nó rất là dễ phân hủy nha các bạn. Và khi phân hủy á, nó tạo ra được một lượng phospho và kali rất là tốt cho cây trồng á các bạn. Đây nè các bạn, thì cái đống chuối hồi nãy mình đã lột ra được bao nhiêu đây nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ này ha, với lại những cái cùi này nè, mình sẽ làm phân nha các bạn. Thì nó rất là nhanh đen. Nếu mà mấy bạn để ngoài, mấy bạn lột xong rồi mấy bạn để lại xíu là nó đen lại ha. Thì phân bón nước này nó rất là tốt cho cây á mấy bạn. Mình thường tại vì nhà mình vườn chuối á, nên là mình ưa làm vậy nè. Rồi mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái xô ha, cái xô nhỏ thôi cũng được, tại vì mình có vỏ chuối ít nè. Với lại nước vo gạo nha các bạn, đây là nước vo gạo nè, để mình ngâm ha. Nếu mà mấy bạn không có nước vo gạo, mấy bạn ngâm nước thường cũng được. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái vỏ chuối này ra nha các bạn. Đó, mình tận dụng hết luôn á. Thì khi mà mấy bạn ngâm như vậy khoảng một tuần nha, ngâm khoảng cho mình khoảng một tuần rồi mình sẽ lấy ra mình xài. Và mấy bạn lưu ý là khi mà mấy bạn xài xong, mấy bạn chắc cái nước á, mấy bạn chắc cái nước ra xài thì cái vỏ mấy bạn sẽ bón cho cây luôn ha. Đó, mình cắt nhuyễn vậy á, mình lần lượt mình cắt nha, mình cắt từ từ thôi. Những cái chất dinh dưỡng ở trong cái vỏ quả chuối này mấy bạn, nó sẽ tan ra và mình bón cho cây ha. Mình có ngày mình làm phân từ vỏ chuối, vỏ trái cây á mấy bạn. Chứ mình mua phân hóa học á thì vừa tốn tiền nè, mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Nên là mình sẽ tận dụng hết ha. Đây, cái phần nào cứng quá thì mình sẽ bỏ đi ha. Đó, còn nếu mà nhà mấy bạn có máy xay sinh tố á mấy bạn, thì mấy bạn sẽ xay còn nó còn mau nữa ha, nó mau phân hủy hơn là mình cắt như vậy. Còn mình đang hướng dẫn cái cách này là dành cho những cái bạn mà nhà không có máy xay sinh tố ha. Đó, mình sẽ cắt hết như vậy nè. Mình vừa ngồi mình cắt vậy nè, rồi mình vừa giải trí luôn ha. Khi mà làm vườn nó có một cái hay đó là mình rất là cần cù mấy bạn. Mình cần cù siêng năng hàng ngày á, mình vừa khỏe cơ thể nữa. Đó, mình cắt được bao nhiêu đây rồi nè. Khi mà mấy bạn bón cái phân này mấy bạn, chừng vài ngày là mình thấy cái cây mình nó khác biệt rõ rệt luôn á, nó xanh mướt luôn ha. Nên là mình chịu khó, mỗi lần mà mình ăn chuối á mấy bạn, cái mấy bạn sẽ cho vô một cái xô hoặc một cái hao gì đó, mình để dành, để dành cái vỏ lại ha. Đó, mình đã cắt xong rồi nè, cắt nhuyễn thêm xíu nữa ha. Đó, cắt xong cái mấy bạn lấy cái kéo á, mấy bạn làm tổng quan lại vậy nè. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước vo gạo vô nha các bạn. Đó, cho cái nước vo gạo vô nè. Rồi, là mình để đây ha. Vài bữa là nó có cái mùi chua chua mấy bạn, nó không có hôi ha, nó rất là thơm. Đó, đây, cái xong cái mình kiếm cái gì đó, mình đậy nắp lại nha. Đậy nắp lại và trong vòng 7 ngày là mình tưới được nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ lấy cái cây mình quậy cho nó đều lên ha mấy bạn. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng cái miếng gạch nè, mấy bạn đậy lại nha. Rồi mình đẩy như vậy nè. Rồi là 7 ngày sau là mình có thể sử dụng được rồi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video làm
phân bón nước từ vỏ quả chuối của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và nếu các bạn có thực hiện thì chúc các bạn thực hiện thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.